chương trình địa phương. Phần tập làm văn giới thiệu di tích, thắng cảnh địa phương. Mỗi học sinh, theo sự phân công của thầy, cô giáo, chọn một di tích, thắng cảnh ở địa phương mình, điều tra, tìm hiểu, nghiên cứu rồi viết một bài văn thuyết minh, không quá 1.000 chữ. Lưu ý, có thể tham khảo, nhưng không được chép lại bài đã có sẵn.